Vâng, xin chào tất cả anh chị và các nhà đầu tư. Xin chào. Chúng ta tiếp tục gặp nhau trong bài học tiếp theo. Và trong phần này, chúng tôi sẽ nói với các bạn một số những cái bài học, một số những cái video chia sẻ về những nguyên lý đầu tư. Những nguyên lý đầu tư nói chung, đầu tư tài chính và đầu tư thị trường coi. Cụ thể đó là tôi sẽ review một số những cái loại hình đầu tư. Sau đó thì tôi sẽ đưa ra các nguyên tắc về đầu tư, cách thức chơi, bảo toàn vốn, các chiến lược về chơi, đúng không ạ? Ví dụ như các bạn là chơi hold, là mua giữ, đúng không ạ? Hay là các bạn chơi lướt sóng, sóng ngắn hay sóng dài, đúng không ạ? Các bạn chơi ủy thác, hay là các bạn chơi trading, nó có rất nhiều các hình thức chơi hiện nay, đúng không ạ? Thì tôi sẽ nói một loạt các cái bài học là các cái video tách bạch với nhau, chứ không phải là gom trong một video này. Thì tôi đang nói về phần những cái nguyên lý đầu tư. Vâng, những cái nguyên lý và kinh nghiệm đầu tư quan trọng, đúng không ạ? Và bài học hôm nay, bài học này thì tôi sẽ nói về review và một số những cái loại hình đầu tư trên thị trường hiện nay. Tất nhiên là review rất nhanh thôi để cho các bạn tham khảo, được chưa ạ? Thế thì chúng ta biết rằng là hiện nay có rất là nhiều các kênh đầu tư có sẵn, ví dụ như là kênh đầu tư bất động sản, đúng không ạ? Bất động sản thì bao gồm là nhà đất, đúng không ạ? Đất thổ cư, đấy, thế rồi chung cư, văn phòng cho thuê, nhà riêng cho thuê, bất động sản bán lẻ, đúng không ạ? Rồi thì bất động sản nghỉ dưỡng, rồi thì các cái khoản đầu tư liên quan đến nhà đất nói chung rất là nhiều. Thế rồi thì chúng ta cũng có kênh đầu tư về vàng, đúng không ạ? Thì kênh đầu tư vàng cũng là một kênh đầu tư mà giúp chúng ta tích lũy giá trị rất là tốt. Thế nhưng mà kênh đầu tư về vàng thì các bạn biết rồi, nó thường không sinh lời. Bởi vì đây là kênh mà rất là an toàn, nhưng mà vàng rất hiếm khi tăng giá và tăng rất ít. Cộng với cái tỷ lệ mà chúng ta luôn là tính là trượt giá do lạm phát, thì đầu tư vàng là chỉ mang tính tích lũy, tích trữ giá trị thôi, chứ còn không phải là kênh đầu tư sinh lời tốt, được chưa ạ? Vâng, trừ khi bạn lại mua bán vàng ở trên thị trường, vàng ảo thông qua các sàn, giống như là Forex, giống như là Coin, giống như là chứng khoán thì ok. Bởi vì mỗi một cái lượng vàng mà lên xuống giá một nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà bạn mua với một số lượng lớn thì mới ăn thua, đúng không ạ? Còn nếu mình mua một vài chỉ hoặc một vài lượng vàng mình cất vào kép thì đấy không phải là kênh đầu tư, mà đấy là kênh tích lũy, kênh tiết kiệm. Vâng, chúng ta cũng có thể đầu tư ngoại tệ mạnh, ví dụ như là chúng ta mua đồng đô la tiền mặt, hoặc là mua đồng euro tiền mặt chúng ta cất ở nhà. Đấy, thế thì cái kênh này được đánh giá là kênh cũng rất là an toàn. Các đồng đô la và các đồng euro nó cũng tăng giá khoảng 10% một năm. Như thế cũng có thể là tốt, đúng không ạ? Vâng, tất nhiên là cái việc tăng giá đấy từ 3, 5, 10% đấy là do thị trường và từng thời điểm, đúng không ạ? Từng năm. Một cái kênh nữa mà các nhà đầu tư Việt Nam cũng rất là hay đầu tư, đó là kênh đầu tư thị trường chứng khoán Việt. Thì kênh đầu tư chứng khoán hiện nay như đánh giá năm 2017 là một năm cũng rất là thành công của thị trường chứng khoán Việt Nam. Cái lãi suất bình quân nó có thể đạt đến khoảng 40-60%. Tất nhiên đấy là tôi đang nói là với những cái thương vụ đầu tư và những nhà đầu tư có kinh nghiệm. Còn rất nhiều nhà đầu tư cũng mất tiền, có đúng không ạ? Vâng. Rồi thì chúng ta cũng có thể là đầu tư vào các công ty startup bây giờ rất nhiều, giống như kiểu Shark Tank ấy, đúng không ạ? Thì đầu tư vào các công ty startup như là chuỗi bán lẻ, hay là một cái công ty công nghệ, hay là một cái công ty sản xuất gì đó, thì cái này cái nguy cơ là cũng sẽ mất hết tiền, bởi vì startup rất là dễ chết, nhưng mà nếu thành công thì nó cũng giúp tăng cái tài sản rất nhanh, đúng không ạ? Nếu như chúng ta đầu tư vào các startup thì cũng rất là tốn công, đúng không ạ? Vâng, bởi vì các cái startup thì cái tỷ lệ chết rất là cao, nhưng mà nếu mà thành công thì nó cũng giúp chúng ta tăng tài sản tốt đó. Một cái kênh nữa mà mọi người vẫn thường hay tự làm đấy là chúng ta tự mở một cái gì đó kinh doanh, đúng không ạ? Chúng ta mở công ty của chúng ta mở nhà hàng, chúng ta mở shop thời trang, mở quán cà phê, mở công ty đào tạo, mở công ty tiếng Anh, vân vân, hay mở công ty môi giới việc làm, công ty du lịch đó, kinh doanh một cái lĩnh vực gì đó chúng ta có cái chuyên môn, thì kênh này thì cũng có những người thì cũng sẽ giúp tăng trưởng được thu nhập và tạo được một cái công ty có thu nhập tốt, hoặc là thậm chí là một công ty lớn. Thế nhưng mà cũng có thể đấy là một cái công ty mà cũng làm cho chúng ta khuynh ra bại sản
Bởi vì chúng ta đầu tư là chúng ta lỗ sắp mặt ra đấy, đúng không ạ? Vâng. À, một cái hình thức nữa mà mọi người cũng rất là hay dùng đấy là gửi tiết kiệm ở ngân hàng. À, ví dụ với mức lãi suất khoảng độ 7% một năm hiện nay thì chúng ta gửi ngân hàng cũng khá là an toàn, trừ những trường hợp rủi ro là ngân hàng phá sản hay là cái người phụ trách cái khoản tiền đầu tư của chúng ta họ làm cái gì đó, giống như là cái bà trong Sài Gòn mất 200 bao nhiêu tỷ đấy, đúng không? Và năm 2017 là một cái năm mà cũng có rất nhiều các cái thương vụ về ngân hàng là bị có vấn đề, cho nên là gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng cũng chưa chắc đã là tốt, đúng không ạ? Và chúng ta đánh giá những cái kênh này như là kênh bất động sản thì lợi nhuận cũng có thể đạt khoảng 100% một năm, đúng không ạ? Tất nhiên là đòi hỏi các bạn phải có vốn lớn và các bạn có kinh nghiệm mua bất động sản, chọn các địa điểm sản xuất rồi thì xây nhà xây cửa lên vân vân. Hoặc là kênh đầu tư vàng thì kênh rất là an toàn nhưng mà lợi nhuận thì siêu thấp, đúng không ạ? Kênh ngoại tệ cũng là một kênh an toàn và lợi nhuận cũng thấp. Kênh chứng khoán Việt Nam như tôi nói đấy là kênh lợi nhuận cũng không cao, khoảng 30-50% một năm nếu mà chúng ta thắng, còn tất nhiên tỷ lệ thua cũng nhiều. Đầu tư vào startup thì rủi ro rất là cao. Đầu tư vào startup thì rủi ro cũng rất là cao, bởi vì là startup thì thường chết, 10 startup là chết đến 6-7 cơ, đúng không ạ? Hoặc là tự kinh doanh cũng rủi ro thua lỗ rất là nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà lợi nhuận có đạt được thì cũng chỉ đạt khoảng 20-30% một năm thôi. Đấy là cái công ty mà chúng ta làm ăn tốt, đúng không ạ? Góp vốn kinh doanh với bạn bè thì cũng có rủi ro là làm ăn không được và lợi nhuận cũng không cao, nói chung cũng chỉ được 20-30-50%. Tất nhiên là cũng có tỷ lệ cao hơn, đúng không ạ? Còn những cái kênh nữa rất là mới như là các quỹ mở rồi thì các cái quỹ ủy thác nó cũng rất là nhiều, thì tôi sẽ giới thiệu với các bạn sau trong những cái video khác. Có những cái kênh, có những cái sàn nó cho phép chúng ta đầu tư ủy thác, tất nhiên là lợi nhuận cao nhưng mà cũng có những cái rủi ro, đúng không ạ? Thế thì tôi cũng giới thiệu một số những kênh mới. Ví dụ như là cái khóa học này là chúng ta nói về tiền kỹ thuật số, đúng không ạ? Chúng ta đầu tư các đồng coin, các token thì chúng ta đã dành rất là nhiều thời gian để nói về cái loại hình này rồi. Kênh tiếp theo là tôi muốn giới thiệu trong các cái kênh đầu tư mới, đó là chúng ta có thể đầu tư thị trường chứng khoán Mỹ, đúng không ạ? Ở Việt Nam thì chúng ta không được chơi trực tiếp, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ phải thông qua các cái sàn ủy thác hoặc là các cái sàn giao dịch ở nước ngoài, và chúng ta sẽ bỏ tiền qua đó và chúng ta chơi thông qua những cái sàn đó cũng rất là tốt. Thị trường chứng khoán Mỹ, ví dụ như là năm ngoái thì các bạn biết rồi, cổ phiếu của Facebook năm 2017 là tăng trưởng khoảng 58%, còn cổ phiếu của Microsoft là tăng trưởng khoảng 40%, cổ phiếu của Google tăng trưởng hơn 40% một năm, và đặc biệt là cổ phiếu của Amazon đã tăng trưởng 200% trong năm 2017. Đó, thì các cái cổ phiếu blue chip của các cái hãng đấy là chúng ta mua đầu năm thì chúng ta bán cuối năm chúng ta cũng tăng được 50-60%, rất là tốt. Chưa kể là chúng ta mua đi bán lại, chúng ta có thể được tăng hơn rất nhiều. Chúng ta cũng có thể đầu tư các kênh ngoại hối như là Forex, tức là đầu tư vào các cặp tiền tệ đô la, rồi thì đô la Mỹ, rồi đồng Euro, đồng Canada, đô la vân vân, đúng không ạ? Thì có rất nhiều các cái cặp tiền để chúng ta đầu tư, và ngoại hối cũng là một kênh đầu tư rất thú vị. Thế nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là rất là khó chơi. Chơi ngoại hối tôi đánh giá là còn khó đánh coin rất nhiều, bởi vì coin mình có thể đoán được giá khá là dễ và thị trường nó còn mới, chứ còn Forex thì thị trường nó có lâu rồi. Chứng khoán Mỹ cũng như vậy, đúng không ạ? Chúng ta cũng có thể đầu tư các cái quỹ mở, các quỹ ủy thác, đặc biệt là các quỹ mà người ta ủy thác vốn để người ta chuyên đi đầu tư mạo hiểm, hoặc là người ta dùng các cái chương trình tài chính để người ta sinh lời rất là tốt. Đó là một số những cái kênh mà chúng ta thấy là nó rất là mới, đúng không ạ? Ví dụ như kênh đầu tư tiền kỹ thuật số thì nếu mà các bạn chơi tốt thì các bạn có thể nhân 5, nhân 10 hoặc là nhân nhiều hơn nữa lợi nhuận trong một năm. Nhưng mà tỷ lệ rủi ro rất cao, đúng không ạ? Rất nhiều người mất tiền. Kênh chứng khoán thì cũng rất là tốt, lợi nhuận có thể đạt bình quân từ 40-50% một năm. Thị trường chứng khoán của Mỹ như thông qua các sàn Nasdaq hay là sàn New York Stock Exchange, đúng không ạ? Thì tôi có những cái thông tin về việc là chúng ta có thể mua các cái quỹ đầu tư ủy thác và cái quỹ mở, chúng ta sẽ góp tiền vào đó thì chúng ta nhận lợi nhuận của cái sàn này cũng rất là tốt. Ngoại hối cũng rủi ro rất cao nhưng mà lợi nhuận rất cao, và đặc biệt là ngoại hối cho phép các bạn đánh tỷ lệ margin, các bạn đánh
đòn bẩy có thể lên tới 100 đến cả nghìn lần, đúng không ạ? Và các kênh ủy thác thì cũng sẽ an toàn và lợi nhuận thì nó cũng ở mức độ chấp nhận được, khoảng 50, 70 đến 100% một năm ủy thác bây giờ. Đặc biệt là các ủy thác sàn tài chính, ví dụ như là ủy thác về chứng khoán Mỹ, hoặc là ủy thác về đồng Bitcoin, hoặc là ủy thác về các đồng tiền khác, nó là một số sàn. Tất nhiên đây là các cái nhận định mang tính ước tính và mang tính tham khảo của tôi thôi. Nó không phải là công thức chung cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Và lợi nhuận cao hay thấp thì nó phụ thuộc vào cái quyết định đầu tư của các bạn, đúng không ạ? Số tiền đầu tư, thời điểm đầu tư, loại hình đầu tư và phương pháp đầu tư, cũng như là cái kinh nghiệm của chúng ta là chúng ta có mua đi bán lại tốt hay không. Thế còn có những người thì vẫn thua, 70% các cái nhà đầu tư là thua, chỉ có 30% các nhà đầu tư là thắng thôi. Vì thế lời khuyên của tôi là gì? Chúng ta muốn đầu tư cái gì thì chúng ta cũng nên có mấy thứ. Một là kiến thức, hai là kinh nghiệm, ba là tiền, và bốn là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái quyết định đầu tư cho nó phù hợp, chứ không phải là đầu tư azua tầm, có đúng không ạ? Vâng. Đó thì tôi vừa trình bày với các bạn là một cái video giới thiệu về một số các kênh đầu tư hiện có ở thị trường Việt Nam và một số các kênh đầu tư mới mà Việt Nam cũng có thể tham khảo được. Và nếu như các bạn cần quan tâm thêm về các loại hình đầu tư nào thì các bạn có thể liên hệ với tôi để chúng ta có thể trò chuyện, học hỏi, trao đổi cơ hội với nhau. Nên nhớ rằng là tôi cũng sẽ có thể trở thành khách hàng của bạn nếu như bạn có kênh đầu tư tốt, và ngược lại bạn cũng có thể trở thành khách hàng của tôi nếu như bạn nhận định rằng là cái nhận định của tôi về một cái sàn, về một cái mô hình, về một cái loại hình đầu tư nó tốt, bạn có thể theo, có đúng không ạ? Vâng. Nếu các bạn cần liên hệ thì hãy gửi mail cho tôi, địa chỉ phananhonline@gmail.com, đúng không ạ? Facebook là Phan Anh Marketing, số điện thoại 0989 63888. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.